Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 365 FM. Trực tuyến trên website quốc hội tv.vn, tương tác trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn và fanpage 365 FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. Kính chào quý vị khán thính giả đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình tư vấn luật được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên 365 FM. Thưa quý vị, như thường lệ, vào khung giờ phát sóng quen thuộc 9 giờ sáng các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 7 trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên 365 FM, chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương trình tư vấn luật trực tiếp để cùng đồng hành, cùng lắng nghe và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề pháp luật mà quý vị quan tâm. Thưa quý vị, chương trình phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và đồng thời chúng ta có thể lắng nghe thông qua 365 FM ở các tần số quen thuộc là FM 97.5 MHz khu vực phía Nam, FM 92.7 MHz khu vực phía Bắc. Và ngoài ra, chương trình cũng đang được trực tuyến trên quốc hội tv.vn và livestream trên trang mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn, fanpage của Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như fanpage của 365 FM. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan chủ đề của chương trình muốn được tư vấn và giải đáp thì mời quý vị có thể vui lòng gọi về điện thoại đường dây nóng thông qua hai số rất quen thuộc và cũng vô cùng dễ nhớ, đó là số 0826 365 365 và 0827 365 365. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà chắc chắn rằng cũng rất nhiều người quan tâm, đó là những vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp thừa kế. Và thưa quý vị, quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân. Pháp luật hiện hành đã xây dựng một hành lang pháp lý nhất định để các cá nhân có thể thực hiện và bảo vệ quyền thừa kế của mình và các cơ quan có thẩm quyền có thể thực thi các quy định của pháp luật một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, việc hiểu và thực thi các quy định trên luôn là mối quan tâm của rất nhiều người. Hiểu được thắc mắc và sự quan tâm của quý vị khán thính giả về vấn đề này, trong thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian để được trao đổi và giải đáp các thắc mắc của quý vị khán thính giả liên quan đến những vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp thừa kế. Và xin được giới thiệu với khách mời tham dự cùng chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, là trưởng khoa Luật dân sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, thành viên tổ biên tập và chuyên gia tham gia chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi năm 2015. Xin được gửi lời cảm ơn đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại ạ. Xin chào Hoàng Nhân và xin chào quý vị. Thưa quý vị, như chúng tôi có nói là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng dành thời gian trọn vẹn của chương trình để có thể tìm hiểu những vấn đề pháp lý liên quan đến quyền thừa kế. Vậy thì quý vị có những thắc mắc liên quan đến quyền thừa kế muốn được giải đáp trong trường hợp cụ thể của mình hoặc những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp mà quý vị biết là bạn bè, là người thân mà mình cũng đang quan tâm, muốn cần cái sự tư vấn giúp, thì quý vị có thể gọi về số 0826 365 365 và 0827 365 365 ngay lúc này quý vị nhé. Và đầu tiên thì chắc là Hoạt Nhân cũng sẽ nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại sẽ có thể chia sẻ về Bộ luật dân sự năm 2015 quy định gì về người thừa kế, pháp nhân có quyền được thừa nhận thừa kế hay không, và trong trường hợp chung sống với nhau như là vợ chồng thì người cùng chung sống và con sinh ra trong thời kỳ chung sống thì có được hưởng thừa kế hay không đó. Cảm ơn Hoàng Nhân. Thì Bộ luật dân sự có ghi nhận hai loại người thừa kế theo pháp luật, một là thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp này, thừa kế theo pháp luật dựa vào ba yếu tố chính, đó là huyết thống, hôn nhân và nuôi dưỡng. Tiếp theo là thừa kế theo di chúc thì nó lại thuộc vào ý chí của người lập di chúc. Và tiếp theo là câu hỏi của Hoàng Nhân đối với khả năng thừa kế của pháp nhân. Pháp nhân thì không có quan hệ huyết thống, không quan hệ vợ chồng, cũng không có quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản, cho nên chỉ có thể được thừa kế theo di chúc mà thôi. Yeah. Còn đối với trường hợp mà hai người sống chung với nhau như vợ chồng mà không kết hôn ấy, thì từ khi luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực thì pháp luật không ghi nhận bản thân họ là vợ chồng. Nhưng người con sinh ra trong cái quan hệ hôn nhân này là được hưởng thừa kế, bởi vì họ là con đẻ, mà đã là con đẻ thì cha mẹ dù có kết hôn hay không kết hôn họ đều được hưởng thừa kế của nhau. Dạ. Yeah.
Đó là chúng ta đã được nghe phần tư vấn từ khách mời ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại về những vấn đề pháp luật liên quan đến thừa kế, và đó là những khái niệm chung nhất để chúng ta có thể làm cơ sở để giải thích và phân tích thêm những thắc mắc của quý vị khán thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần livestream trên trang mạng xã hội Giao thông Quốc gia. Thì hiện tại bây giờ chương trình chỉ mới bắt đầu thôi nhưng mà cũng đã có trên dưới 1.000 lượt xem và có rất nhiều lượt vào đây tương tác. Hoàng Nhân xin được nêu một thắc mắc đầu tiên của một vị khán thính giả vừa vào đây hỏi. Mẹ tôi có một thửa vườn. Mẹ tôi già thì không có làm nổi cái thửa vườn này nữa. Và mẹ tôi cho tôi hợp đồng làm từ năm 2017 đến năm 2030. Tức là trong trường hợp này là mẹ cho con làm hợp đồng để làm canh tác trên cái mảnh vườn đấy. Thì hết hợp đồng đến năm 2030. Nhưng đến nay thì mẹ tôi đã bệnh và mất. Thì các anh em của tôi bây giờ muốn bán và chia đều ra. Vậy thì cho tôi hỏi chuyên gia như thế có đúng hay không ạ? Trong trường hợp này, cái ý ban đầu của bạn đó là mẹ bạn cho bạn sử dụng cái vườn đó trên cơ sở hợp đồng. Thì đây chỉ là cái hợp đồng để cho khai thác mảnh vườn mà thôi. Do đó cái mảnh vườn đấy nó vẫn là tài sản của bà trước khi bà mất. Mà khi là tài sản của bà trước khi bà mất thì khi bà mất nó trở thành di sản. Mà khi đã là di sản thì những người thừa kế họ được hưởng di sản, họ được yêu cầu chia. Dạ, rồi chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc nữa cũng được gọi về số 0826-365-365 và 0827-365-365. Một vị khán thính giả điện thoại có số cuối là 3435 có hỏi rằng quy định của pháp luật về di chúc hợp pháp. Như thế nào là di chúc hợp pháp và trong trường hợp người còn sống soạn thảo di chúc, những điều kiện luật định nào được đặt ra để di chúc đó có hiệu lực? Và một ý nữa là tài sản chung, tài sản đang tranh chấp có được đưa vào cái phần di chúc này hay là không ạ? Câu hỏi khá khái quát. Yeah. Thì về di chúc nó là một cái loại giao dịch rất đặc biệt. Và chính vì đặc biệt cho nên Bộ Luật Dân sự có đưa ra một số cái điều kiện nhất định. Và cái điều kiện đấy tôi có thể khái quát thành 3 nhóm. Cái điều kiện thứ nhất là liên quan tới chủ thể. Di chúc thì không phải ai cũng có thể lập di chúc. Bộ Luật Dân sự khẳng định người đã thành niên thì được quyền lập di chúc. Nhưng vẫn ghi nhận một cái khả năng cho người chưa thành niên được lập di chúc, đó là người đủ 15 tuổi. Nhưng khi người đủ 15 tuổi chỉ cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Thì đấy là về cái điều kiện về tuổi. Còn cái điều kiện tiếp theo về nội dung là di chúc không được vi phạm điều cấm, không được trái đạo đức xã hội. Và khi định đoạt theo di chúc phải định đoạt cái tài sản của mình, không được định đoạt tài sản của người khác. Và cái điểm thứ ba rất quan trọng về cái điều kiện hiệu lực của di chúc, đó là di chúc là một cái loại giao dịch rất trọng hình thức. Bởi vì lý do là trọng hình thức là người ta chết rồi, người không còn hỏi được người ta nữa. Cho nên là pháp luật đòi hỏi cái hình thức rất ngặt nghèo so với các loại giao dịch khác. Thì đấy là một số cái điều kiện liên quan đến di chúc có hiệu lực. Dạ, còn một ý nữa là tài sản đang tranh chấp có được đưa vào di chúc hay là không. Như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại vừa nói là nguyên tắc di chúc là tài sản của riêng mình. Vậy thì tài sản đang tranh chấp thì cũng chưa khẳng định nó là của mình hay của người khác. Nhưng mà trong trường hợp vẫn đang giải quyết tranh chấp mà mặc người đó chẳng may vào một sự cố qua đời thì có được giao cái tài sản đó cho các hàng thừa kế của mình để giải quyết tranh chấp không ạ? Thực ra là trong di chúc thì luật chỉ nói là di chúc là định đoạt tài sản của mình, chứ không phân biệt là tài sản đấy có tranh chấp hay không có tranh chấp. Mà để bảo vệ cái quyền của người lập di chúc thì chúng ta vẫn ghi nhận cái di chúc đấy và sau này chúng ta giải quyết cái tranh chấp đấy, đó là tranh chấp về tài sản có thuộc của cái người lập di chúc hay không, thì chúng ta giải quyết xong tranh chấp. Và nếu khi khẳng định tài sản vẫn thuộc của cái người lập di chúc thì chúng ta ghi nhận cái di chúc đấy thôi. Dạ. Thưa quý vị, liên tục đã có những cuộc gọi reo về số 0826-365-365 và 0827-365-365. Nhưng ngay lúc này thì Hoàng Nhân cũng đã nhận được một thắc mắc của một vị khán thính giả điện thoại có số cuối là 3674 hỏi rằng ai là người được phép công bố di chúc và thực hiện phân chia di sản theo di chúc? Trong trường hợp là hợp đồng xuất hiện tại hai di chúc hợp pháp thì việc xác định di chúc có hiệu lực sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Ở đây chúng ta thấy là bạn có đặt câu hỏi quan trọng, đó là về ai công bố di chúc. Thì trong Bộ Luật Dân sự cũng có quy định về công bố di chúc. Nếu di chúc được lưu tại công chứng thì công chứng viên chính là người công bố di chúc. Nếu không thuộc trường hợp này mà trong di chúc người lập di chúc chỉ định cái người công bố di chúc thì cái người được chỉ định trong di chúc sẽ công bố cái di chúc đấy. Hoặc trường hợp mà không thuộc hai trường hợp vừa rồi, hoặc người được chỉ định nhưng họ từ chối làm công việc đó, thì những người thừa kế sẽ cùng nhau thống nhất chỉ định một người để công bố di chúc. Yeah. Và trong trường hợp đồng thời xuất hiện hai di chúc có thể nói là hợp pháp như nhau thì cái xác định di chúc nào có hiệu lực sẽ được chọn như thế nào đây? Thì Bộ Luật Dân sự có một cái nguyên tắc, đó là di chúc được lập thì người lập di chúc được quyền thay đổi di chúc, hủy bỏ di chúc. Cho nên thực tế đã xảy ra thường xuyên là xuất hiện hai hoặc ba cái di chúc cùng trong một cái vụ tranh chấp,
thì chúng ta có một cái nguyên tắc rất đơn giản. Cái nếu mà tất cả các di chúc đều có hiệu lực thì cái di chúc sau cùng là di chúc được áp dụng. Đó, chúng ta lấy là ý chí cuối cùng của người lập di chúc, đó là cái di chúc sau cùng. Thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay thì chắc hẳn là chúng ta cũng rất quan tâm, bởi vì thực tế đã có rất nhiều những cái vấn đề tranh chấp, kể cả những cái mâu thuẫn dẫn đến kiện tụng xảy ra ngay cả trong những người thân thuộc trong gia đình, bởi vì liên quan đến chuyện phân chia tài sản. Thế nên chúng ta thấy là cũng không quá hiếm cái trường hợp là những người mặc dù sức khỏe còn tốt nhưng người ta vẫn đã sẵn sàng lập di chúc để có thể là quyết định cái tài sản của mình sẽ thuộc về ai khi mình qua đời, đúng không ạ? Thế nên là chủ đề ngày hôm nay, những vấn đề pháp lý liên quan đến di chúc sẽ là chủ đề xuyên suốt và được quý vị gọi về đặt thắc mắc, và chúng ta sẽ được lắng nghe những phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, là trưởng khoa luật dân sự của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn giúp quý vị. Nếu ngay lúc này quý vị có những thắc mắc, vui lòng tương tác về với chúng tôi bằng cách quý vị có thể bình luận trong phần livestream ở trang mạng xã hội Giao thông Quốc gia 91.com.vn, hoặc quý vị có thể gọi về đường dây nóng của chương trình theo số 0826 365 365 và 0827 365 365. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 365 FM, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn, tương tác trực tuyến trên mạng xã hội Giao thông Quốc gia 91.com.vn và fanpage 365 FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đồng hành với nhau trong chương trình tư vấn luật được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên 365 FM, với khung giờ phát sóng là từ 9 giờ các buổi sáng thứ hai, xin lỗi quý vị, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên 365 FM quý vị nhé. Xin được nhắc lại, đường dây nóng của chương trình vẫn là số 0826 365 365 và 0827 365 365. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề là những vấn đề pháp lý liên quan đến quyền thừa kế. Và như hoạt nhân có đặt vấn đề ngay lúc nãy, là trong cuộc sống hiện đại, khi mà chúng ta thấy là mọi thứ dường như là bị vật chất hóa, nhất là trong cái hoàn cảnh là đất đai có rất nhiều những vấn đề phức tạp liên quan đến tranh chấp, đến kiện tụng, thì ngay cả những người có cùng mối quan hệ trong một gia đình thì đôi khi chúng ta không giải quyết được các vấn đề phân chia, đành kéo nhau ra tòa. Và việc xác định là ai là người cái hưởng cái hàng thừa kế, hưởng phần di chúc của ba mẹ để lại thì là một vấn đề cũng được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì cái vấn đề thừa kế và lập di chúc như thế nào thì quý vị có thể tiếp tục gọi về số điện thoại đường dây nóng để có thể được tư vấn. Và như hoạt nhân vừa đặt vấn đề thì có ngay một thành viên của trang mạng xã hội Giao thông Quốc gia 91.com.vn tên là Thảo My có chia sẻ là nhờ luật gia cho họ giúp. Tôi là người không đi xây dựng gia đình, tức là bạn này là một bạn nữ, không có lập gia đình. Vậy thì tôi có được quyền hưởng thừa kế tài sản của bố mẹ bằng con trai hay là không? Bố mẹ tôi mất không để lại di chúc thì tôi là con gái không đi xây dựng gia đình thì có được quyền hơn con trai hay là không, như con trai hay là không? Tức là nghe vấn đề này, có vấn đề gái trai trong đó thì có thể là ở các địa phương như là vùng sâu, vùng xa thì đôi khi người ta còn quan niệm là trọng nam khinh nữ, và hoặc như đã thấy những trường hợp là bố mẹ mất không để lại di chúc thì lập tức nhà đó con trai ở, con gái phải ra ở riêng ạ. Một câu hỏi cũng rất hay. Và tôi xin trả lời là Bộ luật dân sự, điều 3 Bộ luật dân sự có một cái nguyên tắc đầu tiên, đó là nguyên tắc bình đẳng. Đây là nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam. Và nguyên tắc này được nhắc lại trong phần thừa kế. Điều đó có nghĩa là gì? Khi đã là con đẻ thì con nào cũng là con, dù đó là con trai hay con gái. Do đó bạn là nữ, bạn không đi lập gia đình hay có đi lập gia đình như chỗ khác thì bạn vẫn được hưởng thừa kế như các anh chị trai. Nói nôm na là một khi đã thuộc hàng thừa kế thứ nhất thì những người thuộc hàng thừa kế được hưởng như nhau, dù đó là trai hay là gái. Cho nên bạn cũng không hơn được anh chị, và bạn cũng có thể
tự xin kém hơn chứ không được đòi hỏi hơn những người khác. Đó là cái nguyên lý của pháp luật thừa kế. Lúc nãy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại vừa nhắc đến cái chuyện là hàng thừa kế thứ nhất. Vậy thì sẵn đây cũng nhờ luật gia của chúng ta có thể chia sẻ là như thế nào là hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Vậy thì trong trường hợp con ruột là hàng thừa kế thứ nhất, vậy thì con nuôi hay là con dâu, con rể thì như thế nào đây ạ? Chúng ta pháp luật về thừa kế theo pháp luật gọi là đưa ra một cái diện những người có thể được thừa kế. Thì diện những người được thừa kế đấy được quy thành, chia thành ba hàng. Hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai và hàng thừa kế thứ ba. Nó không có hàng thừa kế thứ tư. Thì nếu muốn được thừa kế thì phải thuộc cái nhóm ba cái hàng thừa kế đấy. Và pháp luật Việt Nam theo hướng hàng thừa kế gần thì loại hàng thừa kế xa. Do đó nếu có hàng thừa kế thứ nhất được áp dụng thì sẽ không áp dụng hàng thừa kế thứ hai, không áp dụng hàng thừa kế thứ ba. Chủ yếu hiện nay nó tập trung vào hàng thừa kế thứ nhất. Và hàng thừa kế thứ nhất hiện nay thì được xác định đó là bề trên là cha mẹ của người để lại di sản, ngang là vợ hoặc chồng của người để lại di sản, và bề dưới đó là con của người để lại di sản. Và vừa rồi Hoàng Nhân có hỏi là con nuôi, con đẻ, thì bộ luật dân sự khẳng định con nuôi, con đẻ đều là những người được hưởng thừa kế của nhau. Đó. Còn giống nhau. Con rể ạ? Con dâu, con rể thì không thuộc cái diện thừa kế nào cả, cho nên là không thuộc cái hàng thừa kế nào, tức là không thuộc cái diện được thừa kế theo pháp luật. Và khi không thuộc hàng thừa kế theo pháp luật thì không thuộc cái hàng thừa kế nào cả. Sẵn cái ý này thì Hoàng Nhân cũng suy nghĩ thêm một cái thắc mắc nữa, nhưng mà một tí xíu nữa sẽ quay trở lại vấn đề này. Bởi vì ngay lúc này chúng ta đã nhận được tín hiệu kết nối cùng với một vị khán thính giả đầu tiên là anh Hải ở Đồng Nai, cũng đã gọi về đường dây nóng của chương trình số 0826 365 365 và 0827 365 365 để nêu thắc mắc cùng với chương trình với chủ đề ngày hôm nay, những vấn đề pháp lý liên quan đến thừa kế. Alo, Hoàng Nhân cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đài xin được gửi lời chào đến anh Hải ạ. Xin chào ạ. Anh ơi, anh nêu thắc mắc của mình đi ạ. Dạ. Anh nêu thắc mắc của mình đi anh. Cái thắc mắc của tôi là coi như rằng là chị tôi là người ký trong cái giấy cam kết hội đồng gia tộc với cam kết ủy quyền đó, là coi như rằng là bây giờ bả một người, bốn người mà một người đứng thưa tôi. Vậy đúng hay sai thôi ạ? Dạ, chắc là nhờ tiến sĩ là... câu hỏi anh nhắc lại cái thắc mắc của anh, vì tôi nghe chưa rõ, biết Hoàng Nhân có thể nhắc lại cái tôi là lên để làm việc ạ. Tức là bây giờ trường hợp của anh như thế nào, anh nói cụ thể hơn đi ạ. Trong trường hợp nào đấy? Giờ tòa án chưa xử. Dạ, nhưng mà cái mâu thuẫn, cái vấn đề ở đây là liên quan đến cái trường hợp nào đây anh? Bây giờ là thừa kế thôi. Dạ. Chứ bà thưa bà kêu là bà chưa thừa kế cho bà chia thừa kế. Mà tôi bà cha mẹ cho hết, cha mẹ tôi còn sống và cho từ năm 1999 tới bây giờ bà thưa. Dạ. Tôi bà chia thừa kế cho bà. Dạ, cái người muốn giành thừa kế với anh là ai đây? Là bà Tư, Phạm Thị Tư. Bà Tư là quan hệ gì với anh ạ? Bà Tư là chị ruột của tôi. Là nhà anh có bao nhiêu người? Là hiện tại mà ký giấy tờ là chỉ có bốn người còn sống thôi. Và cái bố mẹ, khi bố mẹ anh còn sống thì bố mẹ anh đã cho chưa hay là vẫn chưa cho? Ba mẹ tôi cho từ lúc ba mẹ tôi còn sống, ba mẹ tôi mới chết đây rồi mà. Tức là đã cho anh chị từ lúc còn sống rồi, không lập di chúc mà đã được làm cho. Làm đầy đủ giấy tờ, giấy ủy quyền, giấy cam kết gia tộc, giấy tờ căn dựng mua bán là để chở cho đàng hoàng, rồi chính quyền địa phương xác nhận luôn. Rồi. Dạ. Như vậy tôi hiểu là lúc cha mẹ anh còn sống thì cha mẹ anh đã cho tài sản của cha mẹ anh rồi, và bây giờ lại có tranh chấp về cái tài sản đó. Thì đúng. Cái này đúng không anh? Đúng rồi. Thì cái này thực sự là tình tiết của anh chưa làm cho chúng tôi hơi phân vân, nhưng mà tôi hiểu là trong thời gian cha mẹ anh còn sống thì cha mẹ anh đã cho con cái tài sản. Một khi đã cho con cái tài sản thì khi cha mẹ chết nó không còn là di sản nữa. Và do đó là đây là người nào được cho thì người đấy chính là sở hữu tài sản. Thì cái này không chỉ trong luật mà trong thực tế là tòa án tối cao đã có những cái án lệ liên quan đến trường hợp khi còn sống cha mẹ cho con tài sản và không có giấy tờ gì, mặc dù không giấy tờ gì nhưng mà các bên đều thừa nhận rằng người con đã được sử dụng cái tài sản đó và đã ứng xử như một chủ sở hữu thì vẫn coi là tặng cho. Một khi đã tặng cho thì không còn là tài sản của cha mẹ lúc chết, và như vậy nó không còn là di sản, và tranh chấp đấy không phải tranh chấp về di sản thừa kế nữa. Và cái này chúng ta đã có một số cái án lệ của tòa án tối cao được công bố khẳng định cái nội dung này rồi. Rồi vậy là coi như bà thưa là bà thưa tòa mờ là mờ, chứ mình là chắc chắn là đất đai của mình, đúng không thưa anh? Thì nếu mà anh khẳng định rằng cha mẹ anh đã cho lúc cha mẹ anh còn sống và anh đã nhận tài sản như một người chủ sở hữu thì hiện nay đúng rồi. Lúc này chúng anh sẽ vận dụng cái án lệ của tòa án tối cao
đã cho cái nội dung đấy. Hiện nay có mấy cái án lệ, về khi báo cáo anh là tôi là thành viên của hội đồng tư vấn án lệ và tòa án tối cao đã hiện thông qua 37 cái án lệ. Thì trong 37 án lệ đấy đã có ít nhất hai cái án lệ liên quan đến trường hợp này, thì anh tham khảo cái án lệ của tòa án tối cao. Dạ. Tòa án tối cao hả? Án lệ của tòa án tối cao, nhanh nhá. Điện thoại ở tới đó anh. Không, anh trên mạng là có những cái án lệ của tòa án tối cao được công bố rồi, anh có thể tham khảo những cái án lệ đấy, nó gần gũi với hoàn cảnh của anh là anh có thể khai thác hoàn cảnh tương tự đấy. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh Hải đã nêu thắc mắc của mình. Và quả thật là chúng ta cũng sẽ có nhiều người bị lầm tưởng đó, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại. Tức là trong vấn đề là bố mẹ hoặc là cái người mà đang có một cái tài sản mà lỡ mất, không để lại di chúc thì mới tính đến cái chuyện là cái hàng thừa kế và cùng nhau chia ra như thế nào, thì lúc đó mình sẽ tính sau. Còn bây giờ thì đôi lúc là bố mẹ đã quyết định là cho cái phần tài sản đó chỉ cho một trong số những người con thôi, nhưng mà vô tình khi mà mất không lập di chúc thì như là cái trường hợp này đấy, các người con còn lại thì đòi chia phần tài sản đó ra, thì đó là một trường hợp chắc là nhờ luật gia sẽ tư vấn thêm kỹ hơn đấy. Thì cái này tôi cũng báo cáo với anh là tranh chấp về thừa kế đôi khi có sự nhầm lẫn, tranh chấp về thừa kế hay tranh chấp về hợp đồng. Các cụ đôi khi cũng không rõ về luật, các cụ đưa ra những cái văn bản hay cái tuyên ngôn. Thì nếu nôm na là nếu chuyển quyền sở hữu lúc bố mẹ còn sống thì đấy không là vấn đề về thừa kế nữa, mà đấy là hợp đồng tặng cho. Yeah. Còn nếu chuyển quyền sở hữu sau khi người có tài sản chết thì đấy vẫn là vấn đề thừa kế. Cho nên là nếu phải phân biệt, nếu mà đã cho tài sản trước khi các cụ chết thì đấy không phải là vấn đề về thừa kế, mà đấy là vấn đề của hợp đồng tặng cho. Hoàn toàn khác nhau, cơ chế điều chỉnh khác nhau hoàn toàn. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái ý mà lúc nãy Hoàng Nhân còn đang thắc mắc muốn hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại trước khi kết nối với vị thính giả vừa rồi. Tức là lúc nãy luật gia chúng ta có chia sẻ về cái vấn đề liên quan đến hàng thừa kế thứ nhất, thì trong trường hợp này, trường hợp con dâu hay là con rể thì không được tính vào hàng thừa kế thứ nhất. Nhưng mà chẳng may trong một cái trường hợp là người vợ hoặc người chồng là con ruột muốn là đúng lẽ ra là có một cái phần thừa kế nhưng đã mất rồi, thì con dâu con rể còn lại thì có được nhận cái phần đó hay không? Bây giờ Hoàng Nhân có đặt câu hỏi là một người có vợ và người vợ không được hưởng thừa kế của cha mẹ của người chồng. Dạ, đúng rồi. Cái đấy là theo nguyên lý và chúng tôi đã bàn khi làm bộ luật dân sự 25 như thừa nhận là không thể cho con dâu với con rể vào được. Thì bây giờ hình dung là cái người chồng nó chết, thì bây giờ phải chết trước cha mẹ hay chết sau cha mẹ? Đó. Nếu chết trước cha mẹ thì nó xuất hiện là thừa kế thế vị. Thì cái thừa kế thế vị thì đáng ra cái người chồng mới được hưởng, thì chuyển cho những người con của người đó, tức là cháu của người chết. Chứ người vợ không được hưởng thừa kế thế vị. Đó. Còn ngược lại, nếu mà người chồng đó của chị này chị chết, mà chết sau khi cha mẹ chết, thì cái người chồng mới được hưởng thừa kế của cha mẹ. Thì cái tài sản được hưởng thừa kế cha mẹ trở thành tài sản của cái người chồng. Và khi người chồng chết thì người vợ hoàn toàn có thể được hưởng thừa kế kế tiếp. Dạ. Nhìn được một phần rất chi là nhỏ đó, không phải được nhiều phần nhiều. Dạ. Đó là cái vấn đề chúng ta nghe để phân tích và rõ hơn. Bởi vì quả thật là trong trường hợp có những nơi mà cái pháp luật chưa có được phổ biến rộng rãi, như là vùng sâu, vùng xa, khi mà kiến thức về pháp luật của người dân còn hạn chế, thì quả thật là có những cái sự gọi là bất công trong việc phân chia tài sản, và dẫn đến là những người làm dâu, làm rể hay là như con gái trong trường hợp lúc nãy chúng ta nghe đấy, thì sẽ bị một cái phần gọi là một cái tổn thất rất là lớn về tài sản của mình. Đúng lẽ ra mình phải được nhận. Thế cái này thì Hoàng Nhân cho xin phép bổ sung một chút thôi. Dạ. Con dâu và con rể là theo pháp luật hiện nay không thuộc hàng thừa kế nào cả. Yeah. Tuy nhiên nếu mà con dâu, con rể đã chăm sóc cha mẹ trước khi chết thì cha mẹ thì cô dâu đấy được cái công sức chăm sóc cha mẹ, thì thông thường tòa án vẫn trích cho cái người con dâu hay con rể đấy một cái phần nhỏ trong cái khối di sản để bù đắp lại cái công sức mà người đó đã chăm sóc. Và cái ý thứ hai là rất nhiều trường hợp là khi bố mẹ mất thì con dâu hay con rể lại quản lý cái di sản, mà họ quản lý thôi chứ họ không được hưởng thừa kế. Thì trong trường hợp này pháp luật có quy định là cái người quản lý di sản được hưởng cái thù lao nếu mà là quản lý tốt và được trả các chi phí. Thì trong trường hợp này mặc dù không được là người thừa kế nhưng vẫn có thể được trả một phần từ thừa kế, đó là cái chi phí quản lý di sản. Yeah. Đó. Thì một vài cái lưu ý nhỏ để Hoàng Nhân và các bạn biết thêm. Tức là trong trường hợp chúng ta thấy là có cái chuyện thờ cúng chẳng hạn thì mình chăm sóc quản lý di sản này, quản lý di sản trong một thời gian dài, nhà cửa phải tu bổ lại hay là quản lý, thì trong trường hợp này khi quản lý thì bỏ ra những cái chi phí, thì người con dâu hay người con rể bỏ ra chi phí thì họ được bù đắp lại những cái chi phí đấy mặc dù họ không là người thừa kế. Yeah. Và thưa quý vị, bây giờ với tổng đài của chương trình số 0826-365-365 và 0827-365-365, chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khán thính giả tiếp theo đang sẵn sàng ở đầu dây bên kia, đó là cô Đan ạ. Alo, Hoàng Nhân và khách mời của chương trình xin được gửi lời chào đến cô Đan ạ.
Dạ dạ tôi đây ạ. Cô nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ ạ. Dạ, vấn đề thắc mắc của cô liên quan đến chủ đề ngày hôm nay là pháp lý liên quan đến thừa kế, thì cô đang muốn đặt câu hỏi nào cho khách mời ạ? Dạ, tôi có kể là trường hợp tôi được không ạ? Dạ, xin mời cô ạ. À, và gia đình tôi là ba mẹ, ba thì đã mất, mẹ thì còn sống nhưng mẹ già yếu đang bệnh nằm trên giường. Dạ. Đất đai thì ông anh hai là cấp tác. Dạ. Và ba mẹ không để lại thừa kế gì hết. Dạ. Nhưng mà ông anh hai á, ổng hiện bây giờ là ổng đang quản lý, rồi ổng có thể cắt đất bán, thì vừa ở vừa bán, thì tôi thấy như vậy là có hợp lý hay không? Dạ. Và tôi cũng muốn nhờ chương trình giải thích giùm. Nếu mà ba mẹ không để lại thừa kế thì mà ông anh tự động cắt bán, mặc dầu công sức của anh hồi xưa giờ là anh ở trên miếng đất đó. Nhưng mà nếu mà anh tự xem đó là của anh hết thì có hợp lý hay không? Dạ. Dạ. Nhưng mà cô đang ở cho hỏi thêm là cái trường hợp này là anh chị em ruột trong nhà luôn hay là bên chồng của cô ạ? Dạ cái này là anh ruột tôi. Dạ, tức là ba ruột đúng không ạ? Ba ruột dạ, mất. Dạ. Dạ là còn chỉ là mẹ ruột là nằm một chỗ. Dạ. Dạ dạ. Xin mời phần tư vấn ạ. Rồi, một cái tình huống theo tôi cũng rất phổ biến, nhất là miền Nam chúng ta. Ở đây thì tôi có lưu ý là anh trai, anh hai đấy đã quản lý cái tài sản thì cái tình tiết đấy nó chưa rõ. Thì có thể xảy ra trường hợp nếu mà cha mẹ, ba của chị mất trước khi mất và mẹ của chị hiện nay còn sống đã cho anh hai thì đấy là tài sản của anh hai. Còn nếu mà không cho ấy, thì đấy vẫn là tài sản của cha mẹ anh chị, của chị, anh chị trước khi ba chị mất. Và như vậy nó là di sản, và đã là di sản thì lúc đấy là cái phần của ba chị bị mất ấy, thì đó là thuộc hàng thừa kế thứ nhất, trong đó có mẹ chị vẫn được hưởng thừa kế cái phần của ba chị và anh hai của chị cũng được hưởng thừa kế, và nôm na đó là cái di sản thuộc sở hữu chung của những người thừa kế, và do đó anh hai sẽ không được tự quyết định, anh hai chỉ có quyết định cái phần mà anh hai được hưởng thôi đấy. Nhưng mà chị phải xem là cái việc anh hai của chị quản lý cái tài sản đấy với tư cách là đã được cha mẹ cho trước đây hay chưa cho. Nếu chưa cho thì mới là di sản, còn nếu đã cho rồi thì nó không là di sản. Đấy thì chị dùng được cái từ quản lý, cho nên là cái hoàn cảnh nó chưa rõ nét chị em. Yeah. Tức là trong trường hợp này cô đang có xác định được là cái mảnh đất mà anh hai của mình trong nhà là được cho hẳn hay chưa, hay là chưa có quyết định nào cho ạ? Dạ. Cô đang nghe rõ không ạ? Dạ dạ nghe, chẳng nghe. Đấy chị, cô có nói là đang quản lý thì cái hiểu cái đang quản lý nó chưa rõ, cho nên chị về chị kiểm tra là cha mẹ có cho chưa. Nếu cho rồi thì là thuộc sở hữu của anh trai, anh hai. Còn chưa cho thì cái phần mà của ba chị khi ba chị mất thì nó là di sản. Mà khi đã là di sản thì chị, anh hai chị và mẹ chị được hưởng thừa kế, và do đó anh hai chị không được quyền tự định đoạt. Nếu có định đoạt chỉ định đoạt cái phần mà anh hai được hưởng thôi, mà cái phần đấy thường là rất nhỏ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Mình có thể hiểu được cái tỷ lệ không anh? Đấy, nếu mà tỷ lệ bây giờ giả sử phần của ba chị là một, vì đấy là tài sản chung của cha mẹ chị, cho nên là thông thường cha chị được một nửa, mẹ chị được một nửa. Và khi cha chị mất thì cái phần đấy được coi là di sản, mà di sản thì nó chia đều cho những người thừa kế. Những thông tin chị nêu thì tôi hiểu những người thừa kế của ba chị gồm mẹ chị, gồm chị và anh hai chị, tức là mỗi người được 1/3, nếu cái thông tin mà tôi có, ba người, tại vì nó chia theo cái đầu người đó. Thì chị không biết là cái thông tin tôi đưa cho chị như vậy đã rõ chưa chị? Dạ rõ, dạ cảm ơn luật sư. Hy vọng là đã giúp phần nào cho cái câu hỏi của chị ạ. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Xin được cảm ơn cô Đan đã kết nối với chương trình. Thưa quý vị, nãy giờ chúng ta cũng đã nghe được rất nhiều trường hợp chi tiết, và đây cũng chính có thể là trường hợp mà quý vị đang mắc phải, hoặc là chúng ta đang dự tính cái trường hợp trong một tương lai gần chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng như thế này nếu như mà mình không có sự chuẩn bị từ trước. Vậy thì để giúp cho quý vị trang bị thêm những kiến thức cần thiết để chúng ta tránh bỡ ngỡ và có những rắc rối liên quan đến vấn đề liên quan đến thừa kế, thì quý vị ngay lúc này có thể đặt tiếp tục câu hỏi, những thắc mắc của mình về tổng đài theo số là 0826 365 365 và 0827 365 365.